Kinh A Di Đà yếu giải diễn nghĩa tập 7. Pháp sư Tịnh Không chủ giảng. Địa điểm chùa Nguyên Hanh, Cao Hùng, Đài Loan. Thời gian tháng 1 năm 1995. Kính thưa chư vị pháp sư, chư vị đại đức đồng tu, ở trong Phật Pháp nói về 37 đạo phẩm, đây là Thế Tôn dạy cho chúng ta tu học cương lĩnh, Ngài dạy cho chúng ta tu học nguyên tắc. Vì vậy, chúng ta không thể xem 37 đạo phẩm này thuộc Pháp Tiểu Thừa. Đại sư Thiên Thai, tức là Đại sư Trí Giả trong thời đại Tùy Đường, Ngài dùng tứ giáo của Tông Thiên Thai để giải thích 37 đạo phẩm. Thế như tứ niệm xứ thì Ngài giảng tứ giáo tạng thông biệt viên. Do đây mới biết tu học những cương lĩnh và nguyên tắc này là tổng nhiếp tất cả pháp môn. Bởi vì cơ duyên của chúng sanh khác nhau, cũng tức là căn tánh của chúng sanh khác nhau, trình độ khác nhau, cho đến hoàn cảnh cuộc sống và hình thái ý thức của chúng sanh khác nhau, cho nên Phật nói Pháp cũng có vô lượng vô biên. Bất luận là nói nhiều pháp như thế nào, nếu quy nạp lại thì không ngoài những cương lĩnh và nguyên tắc này. Cho nên trong kinh điển Đại Thừa và Tiểu Thừa, tuy nói danh nghĩa khác nhau, chúng ta mà nắm được những cương lĩnh này thì tu học nhất định đạt được sự lợi ích. Trong Thất Bồ Đề phần này, ngoại trừ trạch pháp ra thì sáu điều khác đều là đối trị những chướng ngại sự tu học của chúng ta. Những chướng ngại này hầu như đều cùng chung, chẳng những người hiện nay có mà người thời xưa cũng có. Năm xưa lúc Thế Tôn còn tại thế, người thời đó cũng có, cho nên điều này không có gì là lạ. Đại để mà nói, điều thứ nhất là hôn trầm. Nói hôn trầm tức là buồn ngủ, không đề khởi được tinh thần, đặc biệt là lúc đang ngồi thiền. Lúc đang ngồi thiền trong thiền đường, hoặc là lúc đang tịnh tọa niệm Phật trong niệm Phật đường, còn lúc đi kinh hành niệm Phật hoặc là lúc lại Phật thì họ không có buồn ngủ. Nhưng khi ngồi xuống tịnh tọa niệm được vài tiếng Phật hiệu thì họ đã ngủ rồi. Điều này thì gọi là hôn trầm. Đương nhiên là họ không đề khởi được công phu. Đây là một khuyết điểm của họ. Điều khuyết điểm thứ hai là điệu cử cùng với điều trước hoàn toàn tương phản. Lúc họ đang ngồi niệm Phật thì trong tâm lui suy nghĩ lung tung. Họ nghĩ rằng hình như không ngồi thì tâm được thanh tịnh, hễ vừa ngồi xuống thì quá nhiều vọng tưởng, không biết từ đâu mà có. Cho nên họ sợ quá không dám ngồi xuống. Họ nói hễ tôi ngồi xuống thì có vọng tưởng, không ngồi thì không có vọng tưởng. Thật ra cách nghĩ của họ đều là sai lầm. Lúc bình thường cũng có rất nhiều vọng tưởng. Vì quý vị không ngồi xuống
thì không phát giác được. Hễ lúc quý vị ngồi xuống thì mới phát giác được có rất nhiều vọng tưởng như vậy. Tuyệt đối không phải lúc quý vị đang tịnh tọa niệm Phật hoặc là lúc đang ngồi thiền thì mới có vọng tưởng nhiều như vậy, là không phải vậy. Quý vị nhất định phải hiểu rõ điều này. Cho nên quý vị phải có phương pháp để đối trị ở phần sau, 6 điều trong thất bồ đề phần, chính là dạy cho chúng ta phương pháp đối trị. Trong bộ yếu giải này cũng có nói được rất là tường tận. Còn bát chánh đạo là dạy cho chúng ta tu học thành tựu chánh trí hiện tiền, tức là trong tam quy y có nói giác mà không mê. Thế nhưng điều này cũng là nói nguyên tắc. Các giải thích của trong các tông phái đại tiểu thừa cũng khác nhau. Thế như bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Chánh kiến của Thiền Tông thì khác với chánh kiến của Tịnh Độ Tông chúng ta. Nếu Thiền Tông dùng chánh kiến của Tịnh Độ Tông thì là tà kiến, không tương ứng với pháp môn của họ. Còn nếu Tịnh Độ Tông của chúng ta dùng chánh kiến của Thiền Tông thì chúng ta gọi là ác thủ không, chắc chắn không được vãng sanh. Chánh kiến của Thiền Tông tức là trong đàn kinh có nói vốn không có một vật, trong tâm không sanh một niệm, đó là chánh kiến của Thiền Tông. Còn chánh kiến của Tịnh Độ Tông chúng ta chính là nhất tâm chuyên niệm A Di Đà Phật. Đây là chánh kiến của Tịnh Độ Tông chúng ta. Cho thấy chánh kiến cũng khác nhau. Trong Thiền Tông nói niệm Phật một tiếng phải xuất miệng 3 ngày. Pháp môn khác nhau cho nên giải thích thì khác nhau. Cũng là 8 cái danh từ này mà cách giải thích của mỗi một tông phái phải tương ứng với sự tu học bổn tông của họ. Cho nên cách giải thích cũng không có nhất định. Chúng ta phải biết rõ điều này. Thế nhưng tại trong Phật học thường thức có nói giải thích định nghĩa của những danh từ này, tức là dung hợp với các tông phái cũng có thể tiếp nhận cách giải thích định nghĩa của danh từ này. Cho nên phải hiểu rõ cách giải thích không đồng pháp môn của các tông phái. Trong kinh nói với chúng ta niệm Tam Bảo, câu này rất là quan trọng. Quý vị nên biết pháp thế gian và xuất thế gian, niệm tức là tâm tưởng, quan hệ rất rộng lớn. Phật tại trong kinh điển bảo với chúng ta, Ngài nói tất cả pháp từ tâm tưởng sanh. Tất cả vạn pháp trong thế gian và xuất thế gian, thì trong Phật pháp có nói thật pháp giới y chánh trang nghiêm. Còn hiện nay nhà khoa học thì nói họ nói vũ trụ nhân sanh. Những hiện tượng này từ đâu mà có? Thật tại mà nói, nhà khoa học hiện nay tuy họ có thể quan sát được trong vũ trụ này, nhưng họ chỉ quan sát được một phần rất nhỏ hẹp trong toàn cả đại vũ trụ.
họ không quan sát được hết, họ chỉ thấy được một phần nhỏ. Mà nhà khoa học hiện nay họ cũng thừa nhận và biết rõ, họ biết rõ trong không gian có vô hạn độ duy thứ, mà hiện nay chúng ta có thể quan sát được chỉ là quan sát được 3 độ không gian và 4 độ không gian, nhưng không thể quan sát nhiều hơn những không gian duy thứ khác, mà trong không gian có vô hạn độ duy thứ. Do đây mới biết nhà khoa học hiện nay họ chỉ quan sát được không gian rất là hữu hạn. Mà Phật nói với chúng ta, những hiện tượng này trong vô tận thời không, những hiện tượng này là bao gồm cả thập pháp giới, cũng bao gồm cả vô lượng vô biên cõi nước của chư Phật. Từ đâu mà có? Là từ tâm tưởng sanh. Cho nên căn nguyên của năng biến đó là một. Sở biến hiện ra cảnh giới là vô lượng vô biên. Do đây mới biết sự quan hệ của tâm tưởng đó quá lớn, quá lớn. Trong tâm tưởng cái gì thì biến hiện ra cái đó. Cho nên quý vị tưởng Phật thì biến hiện ra cảnh giới của Phật, thì quý vị thành Phật. Vì sao được thành Phật? Tưởng Phật thì thành Phật. Cho nên niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Hay nói cách khác, quý vị tưởng Bồ Tát thì quý vị thành Bồ Tát. Cũng có các vị đồng tu muốn hỏi, tôi đã tưởng rất nhiều năm, tại sao chưa thành Phật? Quý vị đã tưởng rất nhiều năm, sở dĩ chưa được thành Phật là vì quý vị tưởng không như lý, không như pháp. Tức là quý vị tưởng không hợp với lý luận và phương pháp. Quý vị đã tưởng sai rồi. Đã tưởng sai tức là nổi dậy vọng tưởng. Lúc quý vị tưởng niệm Phật mà trong tâm còn có rất nhiều vọng tưởng, còn có xen tạp rất nhiều tham sân si mạng vào trong tâm. Cho nên quý vị tưởng cái đó là loạn tưởng. Loạn tưởng thì kết quả của quý vị là đã loạn. Thì không đạt được như quý vị đã tưởng tượng cái quả báo đó. Cho nên Phật dạy cho chúng ta phải chuyên tưởng thì lực lượng đó rất lớn. Nếu quý vị chuyên tưởng Phật thì quý vị nhất định được thành Phật. Phật dạy chuyên tưởng, lúc chúng ta tưởng Phật tức là lúc quý vị niệm Phật trong tâm tuyệt đối không có xen tạp. Chẳng những không xen tạp pháp thế gian mà cũng không xen tạp Phật pháp. Quý vị hãy đọc trong quyển Tây Phương Sát Chỉ của Giác Minh Diệu Hạnh Bồ Tát có nói, Ngài nói niệm Phật sợ nhất là xen tạp. Xen tạp những thứ gì? Người niệm Phật lại còn đọc kinh, lại còn học giới luật, lại còn đi tham thiền, lại còn đi làm pháp hội, làm những thứ tạp nhạp này. Đây tức là xen tạp. Hễ có xen tạp thì đã phá hoại công phu của quý vị. Cái gì là công phu? Công phu là tâm lực. Vì lực lượng đã tan mất, quý vị không thể tập trung. Đây là nguyên nhân quán tưởng của quý vị không được thành tựu. Cho nên quý vị phải chuyên tưởng. Chuyên tưởng thì cái hiệu quả đó rất dễ thấy được. Người thế gian chúng ta niệm Phật không chuyên. Nếu quý vị muốn được thành tựu thì phải chuyên tâm.
Như quý vị thấy, những người lớn tuổi, những người đã về hưu, họ đã về hưu không có việc gì làm. Lúc họ chưa về hưu, họ có công việc làm. Họ suốt ngày đến tối tưởng đến công việc của họ. Đương nhiên là họ cũng không phải chuyên tưởng, mà họ là loạn tưởng. Cho nên thành tích việc làm của họ cũng không được tốt lắm. Nhưng khi họ đã về hưu, không có việc gì làm, họ tưởng cái gì? Họ tưởng già. Họ không tưởng điều khác. Họ nghĩ ta đã già rồi. Người già trong xã hội vô dụng, người già bị xã hội khinh thường. Họ tưởng già, muốn già thì họ rất mau già đi. Lúc họ chưa về hưu, năm này qua năm khác cũng không thấy họ già. Nhưng sau khi về hưu thì thấy họ năm nay già hơn năm ngoái rất nhiều. Hình như một năm họ đã trải qua 10 năm vậy. Họ rất mau già đi. Khi họ đã già rồi thì họ tưởng bệnh, hôm nay đau cả chỗ này, ngày mai đau chỗ kia, cho nên toàn thân đều đều bệnh. Tại sao họ mau già vậy? Vì họ tưởng già. Tại sao họ bệnh? Vì họ tưởng bệnh. Sau khi họ mang bệnh thì tưởng chết, thì họ chết. Điều này hoàn toàn phù hợp với đạo lý của trong Phật Pháp đã nói, tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Quý vị nên biết, tưởng già thì già, tưởng bệnh thì bệnh, tưởng chết thì chết. Quý vị tưởng thành Phật thì làm sao mà không được thành Phật? Cũng cùng một đạo lý. Cho nên Phật dạy cho chúng ta, căn cứ lý luận của niệm Phật là ở tại chỗ này. Đích thật là đích tất cả Pháp từ tâm tưởng sanh. Người học Phật chúng ta, điều đầu tiên là tâm lý sức khỏe. Muôn ngàn chớ nên tưởng già bệnh chết. Không nên tưởng những thứ này, không có lợi ích gì. Điều là tạo lục đạo luân hồi. Những thứ này quá khổ, hãy nên tưởng Phật Bồ Tát. Trong kinh dạy cho chúng ta niệm Tam Bảo. Khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới cũng không ngoại lệ, cũng không ngoại lệ, vẫn là niệm Tam Bảo. Tức niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Tam Bảo có nghĩa là giác, chánh, tịnh. Quý vị phải biết rõ điều này. Niệm Phật là niệm Pháp thân, báo thân và ứng hóa thân của Phật. Đây là quán tưởng từ trên tướng. Từ trên tướng phải biết trở về với tự tánh. Tự tánh Phật bảo chính là trí sáng vắng lặng, thường giác không mê. Đơn giản mà nói, tức là ở trong tất cả Pháp, giác mà không mê, chính là tự tánh tâm, tự tánh Phật bảo. Cho nên khi chúng ta nhìn thấy hình tướng của Phật thì phải biết trở về với tự tánh. Điều này rất là quan trọng. Pháp bảo là giáo pháp của Phật, có giáo, lý, hành, quả. Pháp có thể chia thành bốn thứ: giáo, lý, hành, quả. Giáo pháp là sự giảng dạy của Phật. Những văn tự trong kinh điển là thuộc về giáo. Phật giảng kinh thuyết pháp cho chúng ta, dùng âm thanh giảng dạy. Trong giáo pháp có lý luận, chúng ta nghe giảng hoặc xem kinh điển phải hiểu rõ đạo lý của Ngài. Sau khi hiểu rõ lý luận thì phải biết thực hành. Làm thế nào thực hành? Làm thế nào đem những đạo lý đó trở thành hành vi cuộc sống của chính chúng ta, khiến cho chúng ta có được sự thọ dụng chân thật? Đó chính là giáo pháp của quả. Cho nên trong giáo pháp thật sự có quả. Đây là chúng ta thật sự có thể đạt được sự thọ dụng. Trở về với tự tánh, tức là tránh tri chánh kiến. Trong kinh Pháp Hoa có nói nhập Phật tri kiến, tức là chánh tri chánh kiến. Tăng bảo là tam thừa hiền thánh, tức là thanh văn duyên giác Bồ Tát. Trong tứ quả của tiểu thừa,
thì A-la-hán là thánh nhân. Còn Tu Đà Hoàng, Tư Đà Hàm, A-na-hàm thì gọi là hiền nhân. Trong Bồ Tát của Đại Thừa thì thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, chúng ta gọi là tam hiền. Từ sơ địa đến đẳng giác, chúng ta gọi là thánh nhân, gọi chung là tam hiền thập thánh. Họ đã chứng quả đều gọi là tăng bảo. Họ là những người tu hành thật sự đã chứng quả. Trong tam thừa hiền thánh cũng có người tại gia và xuất gia, cũng có nam chúng và nữ chúng, thảy đều có đủ tứ chúng đệ tử. Họ đều là thị hiện cho chúng ta. Đây cũng là nói từ trên tổng cương lĩnh, bất luận quý vị tu học pháp môn nào cũng không ngoài trong thiền tông nói thiền định. Còn trong tịnh tông của chúng ta thì nói tâm thanh tịnh, cũng không ngoài tâm thanh tịnh. Tu hành tu như thế nào, từ trong tổng cương lĩnh mà nói đều là tu tâm thanh tịnh. Quý vị dùng phương pháp gì để tu? Phương pháp thì có rất nhiều. Chúng ta dùng phương pháp niệm Phật, họ dùng phương pháp tham thiền, cũng có người dùng phương pháp trì chú. Có rất nhiều phương pháp đều là tu thiền định, đều là tu tâm thanh tịnh. Niệm Phật gọi là tâm thanh tịnh, tham thiền gọi là thiền định, trì chú gọi là tương ứng. Tùy nói danh từ khác nhau, nhưng trên thực tế đều cùng một mục tiêu, đều là tu tâm thanh tịnh. Trong tăng bảo, tâm thanh tịnh thì tự nhiên hòa hợp giữa người với người, hòa thuận với nhau, hỗ trợ với nhau, hợp tác với nhau. Dùng lời hiện nay mà nói, tức là đoàn kết với nhau. Chữ tăng này là tịnh, tịnh mà không nhiễm. Đây là đơn giản giải thích tam bảo. Từ biệt tướng tam bảo phải biết trở về tự tánh nhất thể tam bảo. Đây mới là thật sự biết tu hành. Cổ nhân giảng dạy, chúng ta nghe giáo, tức là nghe kinh hoặc là đọc kinh, phải đại khai viên giải, phải khai trí huệ. Trí huệ phải viên dung. Tu hành là phải biết chuyển thức thành trí, cũng tức là phải biết trở về với tự tánh, tức là chuyển thức thành trí. Hay nói cách khác, tất cả kinh luận trong Phật Pháp, từng chữ từng câu đều phải biết vận dụng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, thì quý vị mới được thọ dụng. Nếu quý vị xem kinh Phật không có liên hệ gì với trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, như vậy thì sai rồi. Chúng ta học Phật Pháp để làm gì? Chúng ta từ sáng sớm thức dậy mặc áo ăn cơm, đi làm việc, xử thế đối người tiếp vật, từng chữ từng câu trong kinh Phật đều là những lời giáo huấn rất quý báu, khiến cho chúng ta thực hiện trong cuộc sống, trong công việc, trong sự nghiệp, trong sự thế đối người tiếp vật rất được thọ dụng, điều làm được rất vui sướng. Đây mới là Phật Pháp. Chúng ta hãy nhìn xem, rất nhiều người học Phật hiện nay, họ học Phật Pháp là Phật Pháp, cuộc sống là cuộc sống, họ hoàn toàn tách rời ra,
tách rời ra, tức là trong pháp thế gian thường nói học không có chỗ dùng. Đây không phải là học Phật. Đã học sai rồi thì đã học Phật pháp nhất định phải có chỗ dùng. Như niệm Phật, chúng ta đối xử với mọi người, mọi việc, mọi vật mà không mê hoặc, tức là đã áp dụng trong cuộc sống. Niệm pháp là cách nghĩ, cách nhìn của chúng ta chính xác, không có sai lầm. Niệm tăng là chúng ta tiếp xúc với tất cả ngoại cảnh mà giữ gìn được tâm thanh tịnh, cũng không bị ngoại cảnh làm ô nhiễm. Tu học như vậy mới có hữu dụng, thì gọi là niệm tam bảo. Trong kinh có nói, Tây phương cực lạc thế giới có 7 tầng la võng, 7 tầng hàng cây, gió thổi vào lá cây, bởi vì cây là cây báo, lúc lá cây chạm với nhau thì sẽ phát ra âm thanh, cũng giống như chuông gió của chúng ta vậy. Cái âm thanh đó rất là vi diệu, cũng giống như hòa tấu nhạc giao hưởng vậy. Bởi vì ở Tây phương cực lạc thế giới, khi gió thổi lá cây hoa cỏ thì phát ra âm thanh vi diệu, có tiết tấu không loạn. Điều là do oai thần nguyện lực của A-di-đà Phật biến hóa làm ra, cho nên đó chính là A-di-đà Phật thuyết pháp. Lúc nào quý vị muốn nghe thì lúc đó có pháp âm cho quý vị. Quý vị muốn nghe kinh gì hoặc muốn nghe pháp môn nào thì thời thời khắc khắc tùy theo ý muốn của quý vị mà giảng kinh thuyết pháp cho quý vị. Cho nên quý vị tự nhiên biết niệm tam bảo, tự nhiên được chánh niệm lạc. Chúng ta phải chú tâm mà lãnh hội Phật nói niệm tam bảo. Thật tại mà nói, không thể tả được. Điều này thật là không thể nghĩ bằng. Công đức, nghe pháp là niệm tam bảo. Đây là Thế Tôn tại trong kinh A Di Đà, Ngài nhắc nhở cho chúng ta nhiều lần. Nay chúng ta học Phật, đã nghe pháp rồi, đã đọc kinh rồi, mà không biết niệm tam bảo. Không biết niệm tam bảo tức là không thọ dụng được sự lợi ích của Phật pháp. Chỉ là đã thấy được, đã nghe được Phật pháp mà thôi, không thọ dụng được sự lợi lạc. Điều này thật là đáng tiếc. Vì vậy chúng ta phải biết niệm tam bảo, tức là được sự thọ dụng chân thật của Phật pháp. Bất luận là kinh điển gì, bất luận là pháp môn nào, bất luận là tông phái nào, niệm Phật cũng được, tham thiền cũng được, trì chú cũng được, tụng kinh cũng được, đều phải biết được niệm tam bảo. Niệm tam bảo chính là giúp cho chúng ta trong cuộc sống phải biết giác chánh tịnh. Đây chính là niệm tam bảo. Chúng ta giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm, thì quý vị được sự thọ dụng chân thật của Phật pháp. Cho nên sự thọ dụng chân thật này không phải đời sau kiếp sau, mà là ngay bây giờ.
đã học Phật rồi thì bây giờ không mê, không tà, không nhiễm thì mới là đệ tử chân chánh của Phật. Quý vị phải thật sự mà học Phật. Này rất là đáng tiếc, có rất nhiều người đọc kinh, rất nhiều người niệm Phật, cũng có rất nhiều người tham thiền, nhưng họ không được sự thọ dụng. Họ không được sự thọ dụng, tức là chúng ta thường nói công phu không đắc lực. Công phu không đắc lực chính là không được sự thọ dụng. Họ vẫn còn mê, vẫn còn tà, vẫn còn nhiễm. Học Phật như vậy cũng là học uổng công. Cho nên người biết học Phật thì họ biết niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Họ mỗi ngày đang tiến bộ, mỗi ngày đang tăng trưởng. Hay nói cách khác, giác chánh tịnh của họ mỗi ngày đang tăng trưởng. Đây là sự lợi ích chân thật của Phật Pháp. Cho nên câu kinh văn này rất là quan trọng. Quý vị học Phật có được sự thọ dụng hay không là thì ở tại câu kinh văn này. Thế Tôn tại trong bốn kinh, Ngài vì chúng ta khai thị câu kinh văn này, chúng ta phải chú tâm mà lãnh hội. Ở Tây Phương Cực Lạc thế giới đích thật có hữu tình. Hữu tình là chư Phật Bồ Tát, vô tình là gió thổi, cây cối, nước chảy. Cả thể đều biết thuyết pháp. Hữu tình và vô tình đồng tuyên dương diệu pháp. Nếu dùng cách giảng của Thiên Thai Tông, tức là giảng theo tứ giáo tạng thông biệt viên, ở Tây Phương Cực Lạc thế giới giảng dạy tất cả vô lượng vô biên pháp môn. Cho nên pháp môn vô lượng thệ nguyện học, quý vị hãy đến Tây Phương Cực Lạc thế giới mà tu học mới được lợi ích. Trong vô lượng vô biên pháp môn, quý vị muốn tu học pháp môn nào cũng có thể thỏa mãn nguyện vọng của quý vị. Tùy theo trình độ của quý vị mà không ngừng giúp cho quý vị nâng cao cảnh giới. Trong yếu giải lại nói với chúng ta, khiến cho người nghe pháp biết niệm Tam Bảo, tức là họ đã được sự thọ dụng. Biết niệm Tam Bảo tức là thật sự được sự lợi ích. Cho nên chúng ta nhất định phải tin sâu, không thể có hoài nghi chút nào. Tây Phương Cực Lạc thế giới là do nguyện lực của A Di Đà Phật mà được tạo thành. Đây là Thế Tôn tại trong kinh Vô Lượng Thọ nói cho chúng ta biết rất rõ ràng, là trong trí huệ viên mãn của A Di Đà Phật biến hiện ra, đồng thời cũng là tịnh nghiệp của mỗi một người vãng sanh mà được cảm ứng. Này có người nói, người niệm Phật thì nhiều, nhưng người được vãng sanh thì ít. Vì sao niệm Phật không được vãng sanh? Quý vị nên biết điều kiện được vãng sanh là thanh tịnh. Tâm phải thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi tịnh. Này chúng ta dùng phương pháp niệm Phật này là tu tâm thanh tịnh. Gọi danh từ này là niệm Phật tam muội. Tam muội là tiếng Ấn Độ, dịch thành tiếng ý nghĩa của tiếng Hoa là chánh thọ. Chánh là bình thường, thọ là hưởng thụ.
Tam muội tức là bình thường hưởng thụ, cũng gọi là niệm tam bảo. Thế nhưng quý vị mua ngàn cho nên hiểu lầm, ta niệm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, đây chính là bình thường hưởng thụ. À, không phải vậy, mà là trong tâm giác mà không mê, chánh mà không tà, tịnh mà không nhiễm. Đây mới là niệm tam bảo. Chữ niệm này không phải miệng niệm, mà là tâm niệm. Trong tâm là giác, chánh, tịnh, thì mới gọi là niệm tam bảo. Nếu trong tâm mê tà nhiễm, tuy miệng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, nhưng không có lợi ích. Trong tâm phải giác, chánh, tịnh. Niệm là trong tâm, không phải ở nơi miệng. Hy vọng mọi người phải đặc biệt lưu ý điểm này, nhất định phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch, thì chúng ta học Phật mới được thọ dụng. Tham thiền được thọ dụng là thiền tâm. Thiền tâm là gì? Là giác. Thiền là từ cửa giác tiến vào, giác mà không mê. Cho nên mục tiêu của thiền tông là phải đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Cho nên thiền tâm là giác tâm. Nếu tu theo giáo hạ, giáo hạ bao gồm các tông phái như Thiền Thai Tông, Hiền Thủ Tông, Tam Luận Tông, Pháp Tướng Tông, các tông phái này đều là tu theo giáo hạ. Họ tu học trong kinh điển, từ cửa chánh mà tiến vào. Họ là dùng chánh tâm. Vì họ có chánh tâm cho nên họ được sự thọ dụng. Chánh tâm tức là chánh tri, chánh kiến. Cách nhìn, cách nghĩ của họ đối với vũ trụ nhân sanh cùng với Phật hoàn toàn như nhau. Tiếp nhận sự hung đúc của Phật, mỗi ngày đọc tụng kinh điển, nghiên cứu kinh điển, tiếp nhận lời giáo huấn của Phật. Vì vậy cách nhìn, cách nghĩ của họ dần dần tương ứng với kinh điển, thì gọi là chánh tri, chánh kiến. Còn tâm của Tịnh Độ Tông là tâm thanh tịnh. Trong tâm thật sự đạt đến thanh tịnh, không nhiễm bụi trần, buông bỏ hết vạn duyên, thì đây là tâm của Tịnh Độ. Khi đạt đến trình độ này thì nhất định được vãng sanh. Vả lại, quý vị mà được vào cảnh giới này thì quý vị sẽ rất có lòng tin. Có lòng tin tức là ta chắc chắn có phần được vãng sanh. Thậm chí lúc nào quý vị sẽ đi vãng sanh, tự mình cũng có thể làm chủ được. Tuy thọ mạng vẫn còn rất dài, nhưng có thể đi vãng sanh sớm hơn. Còn nếu thọ mạng đã hết mà còn có việc phải làm, cũng có thể hoãn lại vài năm cũng không sao, vì đã được sanh tử tự tại, không bị bó buộc bởi thọ mạng. Cho nên Tịnh Tông là tu tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh là hưởng thụ. Giác tâm của Thiền Tông là hưởng thụ. Chánh tâm của giáo hạ là hưởng thụ. Đây chính là vì sao Phật tại trong kinh lặp lại câu niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Đây là cái ý nghĩa này. Nếu quý vị không đạt đến cảnh giới này thì sự tu học của quý vị không thể được thành tựu. Tuy quý vị đã tu học nhưng không có thành tích thì quý vị sẽ không được sự thọ dụng. Cho nên chúng ta phải đặc biệt chú ý điều này. Kế tiếp là đoạn kinh văn sau cùng trong đoạn thứ nhất, từ câu Bỉ Phật Hà Cố Hiệu A Di Đà đến câu Thành Tựu Như Thị Công Đức Trang Nghiêm. Trong đoạn kinh văn này là nói về chánh báo, là nói về chánh báo. Thích Ca Mâu Ni Phật đặc biệt đề ra danh hiệu của A Di Đà Phật, bởi vì pháp môn này chính là dạy cho chúng ta chấp trì danh hiệu. Đây là trong kinh A Di Đà có nói, mà trong kinh Vô Lượng Thọ thì nói phát Bồ Đề tâm nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Do đây mới biết nhất hướng chuyên niệm tức là chấp trì danh hiệu.
Chữ A-di-đà này, trong câu danh hiệu này vốn có vô lượng nghĩa. Thế Tôn cũng vì thuyết pháp phương tiện để cho dễ hiểu, Ngài chỉ nói hai ý nghĩa cho chúng ta, đó là vô lượng quang và vô lượng thọ. Thật ra câu danh hiệu này có vô lượng nghĩa, Phật chỉ nói hai ý nghĩa này. Thế nhưng hai ý nghĩa này là trong vô lượng nghĩa, là hai ý nghĩa quan trọng nhất. Quang minh là tượng trưng cho không gian, quang minh chiếu là tượng trưng cho không gian, thọ mạng là tượng trưng cho thời gian. Cho nên thời gian và không gian đã bao gồm hết tất cả, trong tất cả vô lượng không ngoài quang và thọ, tức không ngoài thời gian và không gian. Thời gian và không gian đã bao gồm hết tất cả vô lượng, bao gồm hết tất cả vô lượng chính là bản thể của pháp giới, cũng tức là chân tâm bản tánh của chính chúng ta. Nếu chúng ta mà hiểu rõ đạo lý này và thấu suốt chân tướng sự thật này, thì như trong tất cả đại kinh có nói, thủy giác hợp với bản giác, thủy giác và bản giác không hai, chúng sanh và Phật không hai. Cho nên nhất niệm tương ứng nhất niệm Phật, niệm niệm tương ứng niệm niệm Phật. Chúng ta mới thật sự nhổ trừ được hết những nghi hoặc của chúng ta. Chúng ta mới biết niệm Phật là hữu dụng, niệm Phật có lợi ích, niệm Phật là thiện xảo phương tiện. Tu pháp môn này đích thật có thể giúp cho chúng ta rất mau chóng khôi phục lại tự tánh, tức là minh tâm kiến tánh, rất mau chóng được thành Phật. Nay chúng ta đối với lý và sự này không thể hiểu rõ minh bạch, đây chính là con nghi. Phật tại trong Đại Kinh, tức trong Kinh Vô Lượng Thọ, Ngài cũng có nói nghi. Nghi là sự chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát tu hành. Do đây mới biết đoạn nghi sanh tính là mỗi một người tu học chúng ta cần phải đoạn nghi hoặc. Làm thế nào có thể đoạn nghi sanh tính? Người có thiện căn sâu dày, người có đại phước báo thì họ không có hoài nghi. Cho nên chúng ta muôn ngàn chớ nên coi thường những bà lão không biết chữ. Có người dạy họ niệm một câu A Di Đà Phật thì họ rất thành thật mà niệm, họ suốt ngày đến tối niệm A Di Đà Phật, trong tâm nhớ A Di Đà Phật, trong miệng niệm A Di Đà Phật, họ thật sự niệm, họ thật sự tin. Đến lúc họ lâm chung, người ta đứng mà ra đi, ngồi mà ra đi, lại không sanh bệnh. Họ biết trước ngày giờ ra đi hiện ra tướng lệnh, đó là nói họ tu đúng như pháp. Còn chúng ta tự nghĩ rằng mình là phần tử trí thức, tiếp nhận qua sự giáo dục cao đẳng, cũng hiểu biết về khoa học thường thức, đối với những lời dạy của A Di Đà Phật trong kinh điển, chúng ta vẫn còn hoài nghi,
Đến lúc lâm chung thì thần trí hồ đồ vẫn không ra khỏi lục đạo luân hồi. So với những bà lão thì còn kém quá xa. Đây là chúng ta phải đặc biệt đề cao cảnh giác. Cho nên nếu có tâm nghi thì phải nhất định phải đoạn nghi. Phải đoạn nghi như thế nào? Vậy thì nhất định phải khai trí huệ tại vì sao? Vì học theo bà lão thì học không được. Rất khó học. Phải làm sao đây? Thì phải từ trong giáo lý mà hạ công phu. Phải từ trong thực hành mà hạ công phu. Hành có thể giúp cho giải. Giải có thể giúp cho hành. Phải hết lòng nỗ lực, đoạn nghi sanh tính, thì công phu của chúng ta mới được đắc lực. Trong kinh có nói A-di-đà Phật thành Phật Dĩ Lai ư kiêm thập kiếp. Câu kinh văn này cũng rất là quan trọng. Chúng ta muôn ngàn không thể coi thường câu kinh văn này. Bên trong bao hàm rất nhiều mật nghĩa. Quý vị phải xem câu kinh văn này cho rõ ràng, minh bạch. Tôi nghĩ trong vô lượng pháp môn, quý vị nhất định tuyển chọn pháp môn niệm Phật. Tại vì sao? Cũng chính là câu kinh văn này. Vì sao ta phải tuyển chọn pháp môn tịnh độ? Ta chính là vì A-di-đà Phật thành Phật cho đến nay mới được 10 kiếp. Ta là vì điều này. Thời gian 10 kiếp thì ngắn. Các bậc thượng thiện nhân ở Tây Phương cực lạc thế giới. Trong phần trước, tôi có nói với quý vị, bậc thượng thiện nhân là đẳng giác Bồ Tát. Phải mất thời gian bao lâu mới tu thành? Cũng không nhiều hơn 10 kiếp. Tu trong 10 kiếp thì có thể từ phàm phu tu đến bậc đẳng giác. Được sự lợi ích này quá lớn. Tại sao ta không đi? Đương nhiên là phải đi. Nếu quý vị tu hành ở thế giới khác, Phật tại trong kinh có nói phải mất 3 đại A Tăng kỳ kiếp mới tu đến bậc đẳng giác. Một cái A Tăng kỳ kiếp là có bao nhiêu? Trước kia thầy Lý trong buổi giảng Từ Quang có giảng một định nghĩa của A Tăng kỳ kiếp. Theo cách nói của thầy cũng là căn cứ trong kinh điển mà nói. A Tăng kỳ là 1000 cộng thêm 8 chữ vạn, tức là 1000 vạn 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 là một cái A Tăng kỳ kiếp. Còn phải nhân 3 lần con số đơn vị đều là kiếp. Còn tu hành ở Tây Phương cực lạc thế giới thì 10 kiếp thì được thành tựu. Nếu quý vị tu hành ở thế giới khác phải mất 3 cái 1000 vạn 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 mà vẫn chưa chắc được thành tựu. Quý vị nghĩ xem, tu hành ở Tây Phương cực lạc thế giới được sự lợi ích quá lớn, chỉ nhờ vào điều này thì chúng ta phải cầu giảng sanh về cõi cực lạc. Cho nên hàm nghĩa của câu kinh văn này rất sâu, muôn ngàn trở nên coi thường. Tu hành ở cõi cực lạc mau chóng dễ thành tựu. Căn cứ theo ý nghĩa của trong kinh nói, chúng ta chú tâm mà quan sát. Tôi xin nói rõ thêm với quý vị, chúng ta tu hành ở cõi cực lạc thế giới, từ phàm phu đến khi chứng đắc đẳng giác Bồ Tát, mất thời gian chỉ khoảng 3 kiếp, 4 kiếp mà thôi. Không cần 10 kiếp. Nếu là tu 10 kiếp mới được thành tựu, thì chỉ có những người đi giảng sanh trong kiếp thứ nhất, lúc A-di-đà Phật thành Phật, đã được 1 kiếp. Hiện nay họ đã thành đẳng giác Bồ Tát. Kiếp thứ nhất đi vãng sanh, hiện nay họ đã thành đẳng giác Bồ Tát. Thì số đẳng giác Bồ Tát ở cực lạc thế giới là thiểu số, không phải đa số, là 1/10. Mà Thế Tôn tại trong kinh có nói rất rõ ràng, số đẳng giác Bồ Tát ở cực lạc thế giới là đa số. Nếu là đa số thì không cần tu đến 10 kiếp. Những người đi vãng sanh ở kiếp thứ 3, kiếp thứ 4 cũng đã thành tựu. Những người đi vãng sanh kiếp thứ ba, kiếp thứ tư, kiếp thứ năm đến kiếp thứ sáu, hiện nay họ cũng đã thành đẳng giác Bồ Tát. Như vậy mới là chiếm đa số. Chúng ta từ chỗ này mà quan sát, mà tính xem, thì mới biết được
tu hành ở cực lạc thế giới dễ được thành tựu. Vì sao dễ được thành tựu? Quý vị chú tâm mà xem đọc kinh văn thì quý vị sẽ hiểu rõ. Điều đầu tiên là không có thối duyên, vì hoàn cảnh tu hành tốt, không có chướng ngại. Bổn sư là A Di Đà Phật, là có vị thầy tốt dạy cho chúng ta. Bạn học là các bậc thượng thiện nhân, đều là đẳng giác Bồ Tát. Số đẳng giác Bồ Tát đều là bạn học của chúng ta. Điều thù thắng hơn nữa là mỗi ngày quý vị cũng có thể đi cúng dường vô lượng vô biên chư Phật Như Lai trong mười phương. Quý vị đi cúng dường chư Phật, nhất định là nghe chư Phật thuyết pháp. Mỗi ngày quý vị nghe tất cả chư Phật thuyết pháp, cho nên quý vị chỉ cần ba kiếp bốn kiếp thì được thành Phật. Nguyên nhân là ở tại chỗ này. Còn chúng ta tu hành ở thế gian này, muốn gặp một vị Phật cũng không dễ gì gặp được. Cho nên tu hành phải mất ba đại A Tăng kỳ kiếp. Còn hoàn cảnh tu hành ở cõi cực lạc quá là thù thắng. Cho nên Phật tại trong kinh Vô Lượng Thọ, Ngài nói không sai. Có biết bao nhiêu vị Bồ Tát muốn tu pháp môn này mà không gặp được. Ngày nay chúng ta rất là may mắn, trong đời này gặp được pháp môn này, không cầu mà gặp được. Vận may này rất tốt. Nay đã gặp được, nếu quý vị không nắm lấy đó, không biết lợi dụng cơ hội này, nếu quý vị trong đời này mà không gặp được A Di Đà Phật, đây là điều rất là đáng tiếc. Xin xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Là đặc biệt khuyên chúng sanh phát nguyện nên cầu vãng sanh. Trong bổn kinh của chúng ta, từ trang 76 đến trang 82, đây là đoạn kinh văn thứ hai. Đoạn kinh văn thứ nhất là nói tính tức khởi lòng tin. Nay đoạn kinh văn này là khuyên chúng ta phát nguyện. Xin xem phần kinh văn từ câu Hữu Xá Lợi Phất Cực Lạc Quốc Độ Chúng Sanh Danh Chúng Sanh Sanh Giả Giai Thị A Bệ Bạc Trí, mãi cho đến câu Chư Thượng Thiện Nhân Câu Hội Nhất Xứ. Trong đoạn kinh văn này cùng với trong 48 nguyện của kinh Vô Lượng Thọ nói hoàn toàn như nhau. Có thể chứng minh điều này hoàn toàn sự thật, tuyệt đối không phải giả. Cầu chúng sanh sanh giả, đem câu này hợp với lời nguyện của 48 nguyện mà xem, thì quý vị mới thật sự hiểu rõ cái ý của Phật khuyên chúng ta cầu vãng sanh. Cõi cực lạc đích thật là bình đẳng. Bồ Tát đi vãng sanh cũng là như vậy, chúng ta đi vãng sanh cũng là như vậy, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh đi vãng sanh cũng là như vậy. Cõi cực lạc không có phân biệt loại chúng sanh nào đi vãng sanh làm A Di vị trí Bồ Tát, hoặc là loại chúng sanh nào đi vãng sanh không được làm A Di vị trí Bồ Tát. Cõi cực lạc không có cái phân biệt này, mà cõi cực lạc là bình đẳng. Hai chữ giai thị này tức là điều được bổ nguyện của A Di Đà Phật gia trì. A Di vị trí là tiếng Phạn, dịch thành ý nghĩa của tiếng Hoa là bất thối chuyển, tức là bậc Bồ Tát không thối chuyển. Quả vị không thối chuyển này là viên mãn tam bất thối. Trong sơ quả tiểu thừa là vị bất thối, cho nên khi chứng được sơ quả tiểu thừa thì tuyệt đối sẽ không thụt lùi xuống phàm phu, có nghĩa là họ đã được bảo đảm rồi.
Tuy họ cũng có tiến bộ và thụt lùi, thế nhưng lúc họ thụt lùi chỉ đến mức giới hạn. Cũng như quý vị đi học, quý vị học hành mà không chịu cố gắng học, lúc thi không đủ điểm, ở lại lớp nhưng không bao giờ bị đuổi ra, chỉ ở lại lớp 1, đó là mức thấp nhất, không bao giờ bị đuổi ra, vì họ được bảo đảm, chỉ thụt lùi đến mức giới hạn, sẽ không thụt lùi quá mức giới hạn. Loại bất thối thứ hai là hạnh bất thối. Hạnh bất thối là Bồ Tát tuyệt đối sẽ không thụt lùi xuống quả vị tiểu thừa. Đây là hạnh bất thối. Loại bất thối thứ ba là niệm bất thối. Niệm bất thối tức là minh tâm kiến tánh, phá một phẩm vô minh, chứng một phần pháp thân. Họ không bao giờ thối chuyển xuống quả vị tam hiền Bồ Tát. Cho nên Bồ Tát tu hành đích thật là có tiến bộ, cũng có thối chuyển. Thế nhưng họ chỉ thối chuyển đến mức giới hạn, không bao giờ thối chuyển quá mức giới hạn. Nếu họ thấy điều chứng được ba loại bất thối này thì họ là sơ trụ Bồ Tát trong viên giáo, còn trong biệt giáo thì họ là sơ địa Bồ Tát. Thế nhưng chỗ này nói A Di Việt Trí Bồ Tát trong các chú giải của cổ đại đức đều khẳng định là thất địa Bồ Tát trở lên, là thất địa Bồ Tát trở lên. Mà Đại sư Ngẫu Ích tại trong yếu giải, Ngài lại nói với chúng ta rằng đó là viên trứng tam bất thối. Còn trong các chú giải của cổ đại đức thì không có nói viên trứng tam bất thối, chỉ có Đại sư Ngẫu Ích nói quả vị đó thì rất cao. Viên là viên mãn. Viên mãn tam bất thối là đẳng giác Bồ Tát. Như Hoàng Thế Âm Bồ Tát và Đại Thế Chí Bồ Tát, các ngài đều là đẳng giác Bồ Tát. Nếu y theo cách nói này của Đại sư Ngẫu Ích, khi sanh đến Tây Phương Cực Lạc thế giới thì được nguyện lực của A Di Đà Phật gia trì, khiến cho hạng phàm phu chúng ta một phẩm phiền não cũng chưa đoạn thì liền được quả vị đẳng giác Bồ Tát. Hay nói cách khác, thần thông của quý vị, trí huệ của quý vị, đạo lực của quý vị, tất cả sự thọ dụng của quý vị đều cùng với đẳng giác Bồ Tát là bình đẳng. Chúng ta phải tin lời nói này. Tại sao phải tin? Vì chúng ta có kinh Vô Lượng Thọ làm chứng minh. Thế Tôn và A Di Đà Phật tại trong kinh Vô Lượng Thọ đích thật là có nói như vậy. Cho nên lời nói của Đại sư Ngẫu Ích, Ngài nói là có căn cứ, Ngài không phải là tùy.